138. Chuyện con cắt kè, tiền thân Goda. Kẻ ngu có ích gì? Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một người lừa đảo. Các chi tiết câu chuyện cũng giống như chuyện tiền thân Bilara số 128. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm con cắt kè. Lúc bấy giờ, một vị tu khổ hạnh, chứng được năm thắng trí, sống trong một chòi lá tại một khu rừng gần một ngôi làng ở biên địa. Những người làng hầu hạ vị tu khổ hạnh rất kính trọng vị ấy. Bồ Tát sống trong một gò mối tại cuối con đường đi kinh hành của vị tu hành. Sống tại đây, Bồ Tát hàng ngày 2-3 lần đi đến vị tu khổ hạnh, nghe những lời liên hệ đến pháp, liên hệ đến nghĩa, và đảnh lễ vị tu khổ hạnh rồi đi về trú xứ của mình. Sau một thời gian, vị tu khổ hạnh ấy báo tin cho những người trong làng biết mình sẽ ra đi. Khi vị tu khổ hạnh có giới đất này ra đi, một vị tu khổ hạnh giả dối đến ở tại am thất ấy. Bồ Tát suy nghĩ, đây là vị có giới hạnh và cũng đi đến vị ấy với cách thức như trước. Một hôm trong mùa nắng, một cơn giông trái mùa khởi lên, những con kiến mối từ trong những gò mối bò ra và những con cắt kè cũng bò ra để ăn chúng. Những người trong làng đi ra bắt nhiều con cắt kè, nấu chúng, xào trộn chua ngọt, rồi cúng dường cho vị tu khổ hạnh. Vị tu khổ hạnh ăn thịt cắt kè, tham đắm vị ngon, liền hỏi. Món thịt thật là ngon ngọt, đó là thịt gì vậy? Khi được trả lời là thịt cắt kè, vị ấy suy nghĩ. Có con cắt kè lớn thường đến với ta, ta sẽ giết nó để ăn thịt. Nghĩ vậy, vị ấy đem lại son chảo để nấu bơ chín, muối, các món gia vị để chúng một bên, cầm một cái vồ, lấy áo che lại, rồi ngồi tại cửa chòi lá để chờ Bồ Tát đến, với một dáng điệu hết sức an tịnh. Bồ Tát đi ra suy nghĩ, vào buổi chiều ta sẽ đi đến vị tu khổ hạnh. Khi đang đi đến, Bồ Tát thấy sắc diện của người tu khổ hạnh này đổi khác liền suy nghĩ. Người tu khổ hạnh này ngồi với dáng điệu khác với ngày trước. Hôm nay, vị ấy đang nhìn ta với cặp mắt như muốn nuốt sống ta và suy nghĩ, ta sẽ bắt nó. Con cắt kè là hiện thân của Bồ Tát, vì đứng trong gió dưới vị tu khổ hạnh, ngửi được mùi thịt cắt kè, suy nghĩ. Người tu khổ hạnh dối trá này hôm qua đã được ăn thịt cắt kè, bị trói buộc bởi lòng tham dị. Hôm nay nó chờ ta đi đến gần để lấy vồ đánh ta, nấu và ăn ta. Nghĩ vậy, Bồ Tát không đi đến gần nó nữa và trở lui chỗ khác. Người tu khổ hạnh biết rằng Bồ Tát không tới nữa, liền nghĩ, chắc con cắt kè này biết ta muốn giết nó nên nó không đến, nhưng dù nó không đến, làm sao nó thoát được. Nghĩ vậy, vị ấy rút vồ và ném vào con cắt kè, nhưng chỉ trúng cái chóp đuôi của con cắt kè. Bồ Tát chạy mau vào gò mối, thò đầu ra từ một lỗ khác và nói, này, kẻ bệnh tóc giả dối kia, ta đi đến gần ngươi, vì ta nghĩ ngươi là kẻ có giới hạnh. Này ta đã biết, ngươi là kẻ giả dối, một kẻ đại ăn cướp như ngươi thì xuất gia để làm gì? Sau khi chỉ trích người tu khổ hạnh ấy, Bồ Tát đọc bài kệ trong Pháp Cú. 394. Kẻ ngu có ích gì? Bệnh tóc với da dê, nội tâm đầy phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Như vậy, sau khi lên án kẻ tu khổ hạnh giả dối, Bồ Tát liền đi vào gò mối, còn người tu khổ hạnh ác độc bỏ đi chỗ khác. Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người tu khổ hạnh giả dối là kẻ lừa đảo này, người tu khổ hạnh có giới đức trước là Xá Lợi Phất, và con cắt kè là ta vậy. 139. Chuyện cả hai mặt thất bại. Tiền thân Ubatobata. Mắt hư, áo bị mất. Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về Đề Bà Đạt Đa. Lúc bấy giờ, người ta nghe nói các tỷ kheo tại chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện.
Thưa các hiền giả, như một que củi từ nghĩa địa bị cháy hai đầu, ở giữa bị dính vân, không thể dùng làm củi rừng, cũng không thể dùng làm củi làng. Cũng vậy, Đề Bà Đạt Đa được xuất gia trong giáo pháp, dẫn đến giải thoát, nhưng cả hai mặt đều thất bại, cả hai mặt bị dứt bỏ. Đó là tài sản, tại gia bị đoạn tận và sa môn hạnh không viên mãn. Trong lúc ấy, bậc đạo sư đi đến và hỏi, này các tỷ kheo, các ông đang ngồi họp và thảo luận vấn đề gì? Khi được nghe vấn đề trên, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, Đề Bà Đạt Đa không phải chỉ nay mới gặp thất bại cả hai mặt, thuở xưa cũng đã thất bại như vậy rồi. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm một thần cây. Lúc bấy giờ, tại một ngôi làng, những người câu cá đang sống, có một người câu cá mang theo lưỡi câu, cùng với đứa con trai đến một đầm nước mà những người chài lưới thường bắt cá. Anh ta đi chỗ này chỗ kia quăng lưỡi câu mắc vào một khúc cây đang ẩn kín trong nước. Người đánh cá không thể kéo lưỡi câu lên, anh ta suy nghĩ. Lưỡi câu này chắc mắc vào con cá lớn. Ta hãy bảo đứa con trai đi về nhà, báo cho mẹ nó biết. Nghĩ vậy, anh ta nói với đứa con. Con thân, hãy đi tin cho mẹ biết chúng ta câu được con cá lớn, và nói với mẹ, hãy tìm cách gây sự với hàng xóm, để giữ họ ở nhà, vì thế sẽ không ai đến đòi chia phần cá của ta cả. Đứa con ra đi, còn anh ta ở lại, kéo lưỡi câu, nhưng vì sợ đứt dây, bèn để áo ngoài trên bờ, đi xuống nước. Vì say mê tìm bắt con cá, nên anh ta va chạm vào khúc cây, bị hư hai con mắt. Một tên ăn trộm lấy cắp cái áo anh ta để trên bờ. Trong cơn đau đớn, anh ta lấy tay bịt hai con mắt mù, từ nước đi lên, run rẩy đi tìm cái áo. Trong lúc ấy, vợ anh ta huênh hoang với ý định, ta sẽ làm cho không một ai đến đòi chia phần được. Nghĩ vậy, chị đeo một lá thốt nốt trên một tay, lấy lọ nồi bôi một con mắt, ôm trong nách một con chó, và đi đến gọi người hàng xóm. Một người bạn nói với chị, chào ôi, đeo lá thốt nốt vào tay của bạn, bôi một con mắt, ôm một con chó như đứa con thân yêu. Bạn đi từ nhà mình đến nhà người ta, bạn điên rồi sao? Ta không điên, người không có lý do gì lại mắng ta nhiếp ta, nay hãy đi đến thôn trưởng, ta sẽ làm cho ngươi bị phạt 8 đồng tiền vì tội mắng nhiếp ta. Sau khi cãi giả như vậy, cả hai cùng đi đến gặp người thôn trưởng. Nhưng sau khi cuộc cãi giả đã được giải quyết, thì chính người vợ, người đánh cá, bị phạt. Người ta trói và đánh chị, để đòi chị trả tiền phạt. Khi vị thần cây thấy sự việc xảy ra cho vợ người đánh cá ở làng và sự bất hạnh xảy ra cho người đánh cá ở trong rừng, vừa đứng ở trên nhánh chĩa ba của thân cây, vị thần cây vừa nói, này bạn câu cá ơi, việc ác bạn làm dưới nước và trên cạn. Cả hai đều thất bại. Nói vậy xong, vị thần đọc bài kệ, mắt mù, áo bị mất, cãi giả, vợ bị đánh, hai việc đều hư hỏng, dưới nước và trên cạn. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thuở ấy, người câu cá là Đề Bà Đạt Đa, còn vị thần là ta vậy. 140. Chuyện con quạ, tiền thân ca ca, tâm thường bị chấn động. Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một vị sư trưởng có danh. Các chi tiết của truyện sẽ được kể trong chương 11 ở Tiền Thân Padasala số 465. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con quạ. Một hôm, vị cố vấn tế tự của vua đi tắm trong một con sông ở ngoại thành, sau đó thoa nước thơm, đeo vòng hoa, mặc áo đẹp, rồi đi vào thành. Có hai con quạ đang đậu trên lầu cạnh cửa thành, một con nói với con kia. Này bạn, tôi sẽ đi đại tiện trên đầu người Bà La Môn này. Con kia can, chớ làm như vậy, vị Bà La Môn này có quyền thế, chúng ta không nên gây hận thù với người có quyền thế. Người này phẫn nộ, có thể sát hại tất cả loài quạ. Nhưng nó cương quyết, tôi không thể không làm được.
nếu không nghe tôi, rồi bạn sẽ được nếm mùi. Nói vậy xong, con quạ bay đi. Khi người Bà La Môn đi đến dưới lầu canh, con quạ làm rơi phân trên đầu ông như làm rơi một tràng hoa. Vị Bà La Môn phẫn nộ và nuôi lòng hận thù với loài quạ. Lúc bấy giờ, một nữ tỳ được thuê để đập và phơi lúa giữa nắng. Tại cửa này, nó ngồi để giữ lúa rồi ngủ gật. Biết nó không để ý, một con dê lông dài đi đến ăn lúa. Người nữ tỳ thức dậy, thấy con dê bèn đuổi đi. Lần thứ hai, lần thứ ba, khi người nữ tỳ đang ngủ như vậy, con dê lại đến ăn lúa. Người nữ tỳ sau ba lần đuổi dê, suy nghĩ, con vật này tiếp tục ăn, ăn hết nửa phần lúa sẽ thiệt hại nhiều cho ta, nay ta sẽ chặn con dê đến ăn lúa. Nó đứng dậy, lấy que lửa, đánh con dê, lông con dê bắt đầu bắt lửa, con vật với thân bị cháy, chạy thật mau đến một kho chứa cỏ gần chuồng voi để dập tắt lửa, và chà thân vào kho chứa cỏ, làm cho kho cỏ cháy lên, và từ đó bắt cháy qua chuồng voi. Khi chuồng voi bị cháy, lưng voi bị cháy và nhiều con voi bị vết thương ở chân. Các thầy thuốc voi không thể nào chữa các con voi lành bệnh, báo cho vua biết. Vua hỏi vị cố vấn tế tự. Này sư trưởng, các thầy thuốc không thể chữa trị các con voi lành bệnh, khanh có biết thứ thuốc nào không? Thưa đại vương thần biết. Cần lấy thuốc gì? Thưa đại vương, cần lấy mỡ quạ. Vua nói, vậy hãy giết quạ và đem mỡ quạ lại. Từ đó trở đi, họ giết các con quạ nhưng không tìm được mỡ. Tại chỗ này chỗ khác, họ chất thây quạ thành đống. Một nỗi sợ hãi lớn khởi lên trong loài quạ. Lúc bấy giờ, Bồ Tát sống với 80.000 con quạ, dây quanh tại một khu rừng lớn, dùng làm bãi tha ma. Một con quạ đến, báo cho Bồ Tát biết về sự sợ hãi khởi lên cho loài quạ. Bồ Tát suy nghĩ. Ngoài ta ra, không có một ai có thể giải tỏa sự sợ hãi khởi lên cho bà con ta. Ta sẽ giải tỏa sự sợ hãi khủng khiếp ấy. Rồi Bồ Tát hướng niệm 10 Ba La Mật, đề cao lòng từ Ba La Mật, bay một mạch đến cung vua, vào cửa sổ, mở lớn, và đến núp dưới chiếc ngai của vua. Lúc bấy giờ, một người muốn bắt con quạ, nhưng vua vừa đi vào cung, ngăn anh ta lại. Bậc đại sĩ nghỉ mệt một lát, rồi niệm lòng từ Ba La Mật, và từ dưới ngai đi ra, thưa với vua. Tâu đại vương, một vị vua trị vì quốc độ, không nên đi theo các dục. Khi cần làm việc gì, phải quan sát và rõ biết toàn bộ vấn đề rồi mới làm. Nếu vị vua làm một việc không có kết quả, thì không nên làm, vì công việc ấy đưa đến sợ hãi, hoặc chết chóc cho mọi loài. Vị cố vấn tế tự bị hận thù xúi dục đã nói láo, vì các con quạ không có mỡ. Khi nghe nói vậy, vua rất bằng lòng với Bồ Tát, cho Bồ Tát ngồi trên ghế bằng vàng. Tại đấy, Bồ Tát được xoa đôi cánh với những loại dầu được nấu trăm lần ngàn lần, rồi cho Bồ Tát ăn các món thịt ngon dành cho vua, được đựng trong các bát đĩa bằng vàng. Sau khi cho Bồ Tát uống nước để được an lạc, vua nói với bậc đại sĩ, thưa bậc hiền trí, ngài nói các loài quạ không có mỡ, vì lý do gì chúng không có mỡ? Bồ Tát nói, vì lý do sau đây? Với tiếng nói lớn vang dậy cả cung điện, Bồ Tát thuyết pháp qua bài kệ này. Tâm thường bị chấn động, bị thế giới làm hại, do vậy không có mỡ, bà con quạ chúng tôi. Như vậy, sau khi nói lên lý do này, bậc đại sĩ dạy vua như sau. Thưa đại vương, các vị vua chớ làm những việc gì mà không quan sát, không biết rõ toàn bộ vấn đề. Nhà vua với tâm tư thỏa mãn, cúng dường Bồ Tát cả vương quốc, nhưng Bồ Tát không nhận vương quốc của vua, dạy vua giữ năm giới và xin vua chớ làm cho mọi loài chúng sanh sợ hãi. Vua xúc động trước những lời này nên ban lệnh tha chết cho mọi loài. Và đặc biệt vua thường xuyên bố thí cho các loài quạ. Mỗi ngày vua bảo nấu 6 đấu gạo, rồi thêm gia vị thơm ngon, và bố thí cho bầy quạ. Riêng bậc đại sĩ, được ban các thứ đồ ăn, chỉ mình vua dùng. Sau khi kể pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân.
Lúc bấy giờ, vua Ba La Nại là Ananda và vua loài quạ là ta vậy. Phẩm Kakantaka 141 Chuyện con cắt kè, tiền thân Goda, giao du với kẻ ác. Câu chuyện này khi ở tại Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo phản bội. Chuyện này giống như chuyện trong tiền thân Malila Mukha số 26. Thuở trước, khi vua Bhamadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con cắt kè. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát sống trong một cái hang lớn trên bờ sông, với vài trăm con cắt kè khác dây quanh. Bồ Tát có một con cắt kè được này.